Rồi, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình vừa nhận được một cái lò vi sóng của khách hàng vừa mới đem tới ha, mới sáng sớm luôn. Thì mình bật máy quay quay cho mọi người luôn. Thì hôm nay mình sẽ cắm điện vào thử. Anh khách hàng nói là cái lò này nó mỗi chức năng, đầy chức năng ở đây. Thì chức năng nào cũng nóng, nhưng mà về vi sóng là không nóng ha. về sóng là không nóng, nó chỉ chạy 2A thôi. Và chúng kiểm tra đây là thấy là đây là độ lại phím hết rồi, bằng phím cơ hết rồi. Đó, nó là cảm ứng nhưng mà đã độ lại rồi ha. Thì không biết ở đâu độ. Đó. Bây giờ chúng sẽ cắm cho mọi người xem này. Đó. Và xem cái ampe nó lên này. Đây chúng cắm nha. Rồi. Chúng sẽ chọn cái bất cứ chức năng nào nha. Thì bây giờ là về rã đông đi. 5A nha. Đó, rất là ok. Đó. Chúng tắt nè. Đó. Cái chức năng nào nó cũng nóng vì đây là vừa cái lò này là vừa nướng. Và vừa nướng và vừa vi sóng, nó kết hợp cả hai. Đó. Cho nên là bây giờ chúng sẽ chọn vi sóng này. Chọn vi sóng này, tầm 1 phút này. Bắt đầu nè. Thì nó chỉ chạy được có 3A thôi mọi người ạ. Đó. Chỉ có 3A thôi ha. Cho nên là nó không có nóng là đúng rồi. Thì cái đèn lò vi sóng này nó đang bị trục trặc. Cái gì đó, một là chạm, nghi ngờ là chạm. Đó, vì ampe còn mà, cho nên mình kiểm tra lại ha. Bây giờ mình sẽ tắt đi. Mình kiểm tra. Mình tháo nhanh và mình kiểm tra cho mọi người xem luôn nha. Có những cái chi tiết như thế này. Chúng sẽ đặt máy quay ở đây và cho mọi người thấy ha. Đây. Đây là cái đèn. Và đây là cái mạch nguồn để xử lý đóng ngắt cho bộ phận lò vi sóng. Bây giờ mình kiểm tra thứ nhất là đèn trước nè. Đây trên này nóng nè. Sợi đốt nóng nè. Đèn không nóng nè. Bây giờ mình kiểm tra cầu chì trước ha. Đây. Thì khi mà mình sửa được cái lò vi sóng á thì mình cần phải kiểm có cái đồng hồ VOM ha. Khi mà đồng hồ BLM thì mình đo nó mới chuẩn xác hơn nha. Nên là chúng ta tháo đèn ra. Mình hướng dẫn cho anh em nào tay nghề mới nha. Em nào biết rồi thì cứ bỏ qua. Mình sẽ kiểm tra từng lượt và mình nói phân tích từng cái. Đây, cầu chì đây.
ơi, cầu chì làm thế này chán chết đi rồi. Rồi xíu mình sẽ hàng nó lại sau nha. Mình sẽ hàng nó lại sau. Bây giờ mình sẽ kiểm tra trước là đèn. Mình để thang đo là 10k. Mình đo cái đèn này ha. Lên này. Nhiều cây á, mình đo như vậy này. À, mình đo như vậy là đèn lên này. Đúng chưa? Đó. Và mình đo vô đây coi có chạm không, kim mà nó nhích lên á. Nó nhích á là đèn hư rồi, nhưng nhiều pha nha. Nhiều pha mà chung làm á, đo đây vẫn ok và đo đây vẫn ok. Mà cái đèn này nó bị chạm nha. Cái đèn này nó đứt ở đâu đó, nó đứt ở bên trong á. Thì nó vẫn cũng không nóng luôn nha. Đặc biệt là cái đèn mà hiếm xảy ra lắm. Và chung gặp được hai cái trường hợp rồi, tức là đo đèn rất tốt ha, nhưng mà đưa vô không nóng, thay cái đèn khác là nóng liền. À, chung đã gặp mà cái tình trạng đó rồi. Thì con này sử dụng qua bo. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cầu chì không đứt nè. Bây giờ kiểm tra tụ nè. Mình sẽ kiểm tra tụ nha. Tụ tốt nè. Rồi, kiểm tra diode nha. Đây, diode đây. Kiểm tra nếu mà rút như vậy thì mình sẽ rút một dây diode ra. Không rút ra thì đo hai chiều đều nào cũng lên, vì nó gắn vô. Diode lên nè. Rồi. À, diode còn tốt nè. Tụ ok. Bây giờ mình sẽ tắt máy quay đi, mình hàng cái này rồi mình thử tiếp cho mọi người xem nhé. Thì đây nè, đây là chung tháo cái mặt ra nè. Để xem cái họ độ thế nào này. Đây à, nó độ đây. Thì cái đường này á, nó rất là thoáng cho nên họ mới xài được cái dây này nha. Chứ còn mà khi mà cái mặt áp sát vô á, trong cái mặt phím này á, thì mình xài cái dây này không được ha. Đó, nó hơi to cho nên mình phải sử dụng những cái cộng đồng bé bé để mà mình xài. Thì bây giờ mình sẽ lắp vào lại, mình mở ra mình xem, mình mở ra cho mọi người xem thôi ha. Chứ cái mặt này thì mình nghĩ nó không hư đâu, vì đã sử dụng được phím tắt mở mà, và thứ hai nữa là nó sử dụng được nướng nữa, thì cái lò này tôi nghĩ là nó không hư rồi. Mở cho các bạn xem thôi. Bây giờ chúng đóng vô, chúng sẽ thử cho mọi người xem nè. Để nó có điện ở đâu. Khi mà nó cấp được nguồn rồi á. Khi mà nó cấp được nguồn rồi á thì cái biến thế hay biến thế này nó có điện nha. Đó. Mấy cái ốc này sao không đúng của nó vậy? Rồi, mình ráp y như cũ nha. Mình sẽ đo điện cho mọi người xem nha. Đó, trước tiên mà mình thử, mà mình phải đầu tiên là mình phải đo được cái nguồn. Xíu nha, mình làm chi tiết từ từ, mọi người xem video của mình thì cũng xem từ từ,
để mà dễ hiểu, dễ biết hơn. Đó, cái cọng trên này ha, cái cọng xanh trên này. Đây, chúng quay sát nè, cái cọng xanh trên này là cái cọng này là cọng wheel để sử dụng cho nướng. Cọng dưới này rờ le dưới này là để sử dụng cho lò vi sóng. Ha. Vì sao? Thì mọi người sẽ lần được cái dây này nó nằm ở đâu ha, vị trí nào mọi người sẽ thấy. Đó, cọng nè, cọng xanh này view ha là nó dành cho nướng, và cọng đen này ở dưới nó là dành cho lò vi sóng ha. Một cọng đen này đi vào đây nè, lò vi sóng nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại là chính xác là mình mò ở trên mình là thật. Rồi mình mò trên đây và mình kiểm tra trên đây là coi có điện xuống biến thế này hay không. Nếu có điện rồi thì mình loại trừ cái bo này hư nha. Cái bo này không hư. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đo nguồn điện cho mọi người xem nè. Đó, đo điện nha. Đây mình mở chế độ lò vi sóng nha. Đây, mình sẽ đo nguồn điện nè để xem nó xuống có đá 220 hay không. Đó, có 220 ha. Bây giờ mình sẽ ngừng nè. Đó, rờ le đá rất là tốt. Đó, không có nguồn ha, không có điện nha. Đó, khi mà mình mở tiếp tục nè thì có điện cấp nè, mà lò đèn không nóng nha. Vậy thì chứng tỏ mình kiểm tra được cái gì rồi. Đó, mình kiểm tra được nguồn xuống biến thế rồi, cầu chì không đứt nè, tụ cũng không hư nè, diode cũng không hư nè, đúng chưa, diode không hư nè. Vậy thì còn cái gì nữa? Đèn bây giờ mình đo rồi, đúng chưa, mình thao tác mình đo đèn rồi. Bây giờ mình nói lại, mình đo thêm một lần nữa nè. Đó, đây đèn không hư này nha, đèn không chạm nè, đúng chưa. Hôm nay đây để xem là cái ban bệnh này, mình phá cái ban bệnh này để xem là mọi người nghĩ như thế nào. Đó, đèn không chạm nha, đúng là cái của Samsung này nha. Đó, thấy chưa. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái đèn này ra, mình quay tiếp cho mọi người xem. Cầu chì trên này cũng không đứt nha. Đó, cầu chì mà đứt là coi như là nó không có xuống điện đâu. Rồi chờ tí. Rồi mình bây giờ cái đèn cũ của nó này, Samsung nha. Cây này là cây sáp nè, mình mới đi lục được trong kho, mình còn cây sáp này mà không biết còn hay không. Đấy, bây giờ mình sẽ đo luôn cho mọi người xem nha. Vì cái mình nhớ cây này là hồi xưa nó còn, nó chỉ bị liệt phím thôi, hy vọng là nó không chạm không chập gì. Đây. Rồi bây giờ nó đã có dòng rò rồi thì nó sẽ có dòng rò, không có là không có. À, rồi thế thì bây giờ mình sẽ gắn cái cây này vào nha. Cây này là của sáp, nhìn nó rất là đồ sộ luôn, lò rất là to, 1 2 3 4 5 6 6 lá luôn nha. Bây giờ mình sẽ gắn vào và mình gắn trực tiếp nha. Gắn trực tiếp rồi các bạn xem nha, không biết có lỏng hay không. Cái này cái này nó phải như thế này không ạ. Nó chỉ có hai con ốc, nó chỉ có hai con ốc trên thôi, và ép nó vô như thế này. Cái lò này nó hơi khác một tí nha mọi người nha. Chút xíu con này mình sẽ thiết kế nó nằm đâu ở trên này. Con cảm nhiệt, con cảm biến
thế nhỉ. Máy này bắn không nổi mà, máy nhỏ quá. Mình sẽ vặn bằng tay nhé. Đưa con này vô, cá là bự luôn. Mình phải lấy bắn máy bay bá bắn này. Cái đèn này vô cho nó kín ha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn đầy đủ. Và mình sẽ thử trực tiếp cho mọi người xem, cho ông bà cô chú anh chị xem luôn ha. Nếu mà không đúng thì chúng ta làm lại, tôi kiểm tra lại. Mình đã kiểm tra loại trừ hết tất cả rồi, mà nó không có bị gì thì mình làm hai cái đèn thôi bố thôi. Mình có sẵn đèn mà, vậy mình mới tìm ra được bệnh chứ. Rồi cái này chút xíu nữa tính sau coi cái quạt nó có cạ hay không cái đã. Cái đèn này nó hình dáng nó to hơn là cái đèn cũ. Thôi cái con này giờ tạm thời cứ để đây đã. Bây giờ mình thử trước. Rồi cắm điện rồi nhá mọi người nhá. Sống này mình sẽ chọn 10 giây này, mình sẽ chọn bắt đầu này, mình quay và nãy chạy 2 ampere nhá, mình quay nhá, mình bấm nhá, 2 chấm mấy, 5 chấm nhá, 6 chấm nhá. Rồi mọi người thấy nhá, 6 chấm ampere nhá. Đây. Và hôm nay hồi nãy Dung có nói rồi, nhiều cái đèn mình đo còn, nhưng mà sau khi thử thì nó lại không ăn. Thì bây giờ cái đèn này mình mới thay vào này, mình sẽ bấm điện lại ngay từ đầu nha. Mình sẽ chọn vi sóng này. Đây đây, mình sẽ chọn vi sóng quay cho mọi người xem luôn. Mình sẽ chọn vi sóng này, mình sẽ chọn 1 phút này, mình sẽ chọn bắt đầu này. Đây 2 ampere, đó sóng bắt rồi, đó 6 ampere, đó mọi người thấy không, đó. Rồi mình chỉ quay như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ quay lại cái vấn đề là mình sẽ gắn cái con này là con cầu trì nhiệt. À, mình rút điện đây, mình sẽ đây, thấy chưa, ôm vô một cái là nó ấm liền, thấy không, nóng liền, thấy chưa. Bây giờ mình sẽ thiết kế gắn cái con cầu trì nhiệt này nằm ở trên này, để khi nóng quá cái con này nó sẽ tự ngắt nha. Đó mọi người thấy chưa, đây cái đèn Samsung của nó đây, đó cái đèn Samsung của nó đây. Thì đây là một cái ban bệnh mà hỏi tại sao nhiều người, nhiều anh bạn, nhiều bạn nói là ủa đèn mình đo không chạm vẫn lên bình thường, à, không đứt một cọng nào mà sao không nóng. Thì đây, đây là cái hiện tượng hôm nay Trung quay cho mọi người xem. Nhân dịp hôm nay tự nhiên có cái ban này cho nên quay cho mọi người xem luôn. Đó rồi bây giờ mình sẽ chế cái này vào đây thôi.
đó. Thì mình sẽ đóng vô, mình báo khách là đèn hư. Đấy, vậy là xong. Đúng không? Rồi, chúc mọi người xem video và gặt hái được nhiều cái thành công trong công việc của mình về việc sửa chữa nha. Mọi người nhớ xem, like, subscribe, đăng ký kênh cho Quang Trung ha, để đón những cái video mới nhất từ Quang Trung nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người.